Xin chào các bạn, mình là Hợp và hôm nay mình có về được một chiếc Emoji Size mới. Và chiếc Emoji Size này nó cũng là một chiếc cũng khá là đặc biệt và có nhiều điều để nói. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ từ từ bàn luận về chiếc đồng hồ này cho anh em. Video gần nhất thì mình có giới thiệu một chiếc Emoji Size Rolls-Royce RRSC Edition. Và chiếc hôm nay thì của mình thì cũng là một chiếc Endeavour. Và nó là một chiếc Endeavour Small Second. Tuy nhiên đây là một phiên bản mà đặc biệt mà họ đặt tên là Mayu. Và phiên bản này thì nó sử dụng một chất liệu cũng cực kỳ là đặc biệt, đó là Palladium 950. Nói đến Palladium thì Palladium là cái chất liệu mà còn quý hiếm hơn và khó kiếm hơn Platinum ở trên trái đất. Và Emoji Size họ sử dụng Palladium để sản xuất ra chiếc này thì chắc chắn là nó sẽ có những cái lý do rất là đặc biệt. Ở đây thì mình còn không, chiếc đồng hồ này thì còn full box nhưng không có dây zin các bạn nhé. Đây là hai sợi dây handmade, một sợi dây da bê và chúng ta có màu xanh lá đậm, và một sợi dây của chúng ta thì màu sợi da nâu bò vintage. Và sợi dây này thì mình nghĩ khá phù hợp với cái mặt đầu của nó, cho nên là mình lắp vào để quay video này cho anh em. Chiếc Emoji Size này thuộc dòng là Endeavour Small Second và nó có size là 38.8mm với mặt dial fume màu ghi và nó hơi nâu một chút. Và cái màu này thực sự là khi mà các bạn kết hợp với những cái sợi dây mà vintage như mình đang đeo thì nó rất là đẹp và nó lên cho chúng ta một cái vẻ đẹp tuyệt vời. Các bạn nhìn này, nhìn xa này, chiếc Emoji Size này rất là đẹp. Chiếc này thì có size là 38.8mm như mình show cho anh em. Kính sử dụng là kính sapphire với lớp phủ chống lóa cực kỳ đẹp. Và toàn bộ kim cọc của chúng ta thì cũng được làm bằng vàng trắng, phủ rhodium ở phía ngoài cho nên là bắt sáng rất là cao. Chúng ta sẽ có một cái kim dây nhỏ small second ở góc 6 giờ trong cái sub dial small second của chúng ta. Cọc số trên chiếc này thì có cọc số 12 là cọc số Arabic, còn các cọc số khác là cọc số vạch. Trong đó tại vị trí 3 giờ và 9 giờ của chúng ta là cọc số kim loại, còn các vị trí khác của chúng ta là cọc số được in lên thẳng bề mặt dial fume rất là nổi tiếng của Emoji Size. Đó. Vậy trên chiếc Emoji Size này còn gì đặc biệt ngoài chất liệu Palladium? Thì nói đến chiếc này thì chúng ta sẽ phải kể một câu chuyện khá là dài, đó là Emoji Size sử dụng trên chiếc này một cái rất là đặc biệt, đó là Double Strawman Hairspring. Và để giải thích cho các bạn cái Double Strawman Hairspring này sao thì mình sẽ cầm lại đây chiếc Rolls-Royce Edition cho các bạn xem. Các bạn để ý ở đây thì chúng ta sẽ có, đó, như các bạn thấy đấy, là đây là chiếc Rolls-Royce của mình. Đó, và chiếc này của chúng ta thì sử dụng bộ máy đó là HMC321 Handwinding. Còn ở chiếc này thì chúng ta sẽ sử dụng là HMC325.053. Và các bạn có thể thấy là về đa phần là về cấu trúc của nó khá là giống nhau. Các bạn nhìn ngoài thì nó sẽ rất là giống nhau, từ 27 chân kính đến 72 giờ tích cót cũng như là 18.000 VPH. Tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn chi tiết thì các bạn sẽ thấy nó khác biệt rất là nhiều. Các bạn có thể nhìn rõ ở đây, ở trong cái phần balance wheel này của chúng ta đang chạy thì chúng ta có rõ hai cái cổ ngỗng swan neck ở đây. Còn ở bên chiếc này thì nó sẽ chỉ có một cái cổ ngỗng. Đó. Các bạn có thể thấy là nó sẽ chỉ có một cái cổ ngỗng ở dưới. Đó. Người không biết thì có thể nghĩ là trên chiếc Rolls-Royce này đó là một chiếc đồng hồ mà nó bị lỗi nếu như mà người ta xem cái ảnh chiếc đồng hồ trên mạng. Đó, tuy nhiên không phải các bạn nhé. Đây là do chiếc đồng hồ này của mình sử dụng đó là Double Strawman Hairspring. Còn bên chiếc này thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng đó là Single Strawman Hairspring. Đó. Việc mà một chiếc đồng hồ Emoji Size họ sử dụng hai cái hairspring. Nhắc đến hairspring thì mình sẽ kéo này ra để cho các bạn show cho các bạn hairspring là cái gì. Các bạn có thể thấy ở đây, mình sẽ sử dụng một cái kính lúp ra để cho anh em nhìn rõ hơn. Như các bạn có thể thấy là cái hairspring nó chính là cái lò xo ở ngay phía dưới cái balance wheel này. Đó, Cường giữ cho anh cái kính lúp để anh đấy, mày giữ cái tay. Đó. Rồi, ok. Các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có đây là một cái jewel hay còn gọi là chân kính, và đây là một, chúng ta có một cái cầu bridge bắc ngang, và đây chính là cái balance wheel mà có những cái screw của chúng ta. Còn ở phía dưới thì chúng ta sẽ thấy rõ ở đây đó là một cái hairspring, và cái hairspring này của chúng ta thì nó là một dạng giống như cái lò xo, và như các bạn thấy đó, đó chính là hairspring.
Thì trên chiếc này sử dụng single hairspring cho nên nó sẽ chỉ cần một cái cổ võng để nó giữ cái hairspring này thôi. Và cái hairspring này là một cái mà quan trọng làm nên đối trọng khi mà cái balance wheel của chúng ta quay sang trái và quay sang phải. Và các bạn lưu ý là khi mình đóng cái này vào đó thì nó bắt đầu chạy, thì các bạn sẽ thấy là với cái này thì nó sẽ quay hai chiều đối xứng là sang trái và sang phải, và cái hairspring của chúng ta thì sẽ co, và như các bạn có thể thấy là nó co lên và nó dập xuống đó rất là rõ. Thì cái hairspring này là một trong những cái yếu tố quan trọng của bộ máy của một cái đồng hồ cơ khí. Nó giúp cho chúng ta thấy được cái độ bền này, độ ổn định cũng như là cái độ chính xác của chiếc đồng hồ phụ thuộc rất nhiều vào cái hairspring và cái balance wheel này. Đó, đó là trên chiếc sử dụng single Strongman. Còn trên chiếc Emotion Sign này của chúng mình thì sử dụng double Strongman, thì chắc chắn là nó sẽ có hai cái hairspring đó. Tuy nhiên là nó được xếp chồng nhau theo hình dọc cho nên là các bạn khó thấy. Tuy nhiên là chúng ta sẽ có ở đây là hai cái cổ ngỗng để giữ hai cái hairspring. Và để làm được điều này thì không có phải là chuyện là đơn giản. Và cái phát minh này của Emotion Sign thì đã được giới mộ điệu đồng hồ Thụy Sĩ họ đánh giá đây là một trong những cái phát minh cực kỳ đỉnh cao của cái lịch sử đồ chế tạo đồng hồ, khi mà nó sử dụng hai cái hairspring. Với hai cái hairspring này thì việc làm mình nghĩ là đơn giản, là chỉ đơn thuần là nó chỉ mang vào hai cái. Tuy nhiên không phải là đơn giản như thế các bạn ạ. Với một chiếc Emotion Sign để có thể có double strongman hairspring thì nó đòi hỏi cái kỹ thuật mà chế tác rất là cao. Ngoài ra thì hai cái chiếc hairspring này, hai cái lò xo này của chúng ta thì đều phải sử dụng một cái công nghệ chế tác, cũng như là về độ chính xác, cũng như là độ dài, độ ngắn của cái này nó phải hoàn toàn giống nhau. Thì sau đó thì các bạn mới có thể đưa vào được. Và trên một cái bộ máy cơ khí mà nhỏ như vậy, mà chế tác những cái sản phẩm nhỏ như vậy, thì thực sự đây là một điều rất là khó mà Emotion Sign và một đơn vị chế tạo đó là Precision Engineer AG, thì hai bên họ đã nghiên cứu và chế tạo ra cái này. Và họ đặt tên là Double Strongman Hairspring. Strongman thì là tên của tiến sĩ đã tạo ra cái chất liệu đó là Nivarok. Và Nivarok là một trong những cái chất liệu mà chủ yếu để chế tạo cái hairspring ngày nay. Cho nên là Emotion Sign và Precision Engineer đã rất là tưởng nhớ ông Strongman, cho nên đã đặt cái phát minh này là Double Strongman Hairspring. Thì vậy cái Double Strongman Hairspring này thì có ý nghĩa gì và nó làm cái gì? Mục đích của nó là giúp cho chiếc đồng hồ của chúng ta được tăng độ bền, tăng độ chính xác và giảm được tối thiểu những cái tác động ngoại vi của cái trọng lực của trái đất ảnh hưởng lên cái bộ máy này. Và đó là một trong những cái điều chính để làm nên cái độ chính xác của chiếc đồng hồ. Nếu như các bạn biết, một cái lồng tua bi lông nó phải làm rất là nhiều chi tiết và rất là nhiều những cái góc thoát các kiểu để có thể tạo nên cái lồng tua bi lông giảm được cái trọng lực của trái đất. Thì với cái double hairspring này thì nó tạo ra một cái môi trường chân không hoàn toàn giữa hai cái hairspring. Và với hai cái hairspring nó quay như vậy thì nó chắc chắn thì nó sẽ tạo ra một cái độ ổn định tốt hơn, cũng như là độ bền cao hơn so với việc sử dụng một cái hairspring. Đó, việc sản xuất và làm cái này như mình nói đã cực kỳ khó khăn, cho nên là cái vấn đề này là không phải là hãng nào cũng có thể làm được. Và kể cả những cái hãng lớn như là Patek Philippe hoặc Vacheron thì chúng ta cũng không có những cái sản phẩm mà có double hairspring như chiếc này. Đó, đây là một trong những cái phát minh cực kỳ được đánh giá cao của Emotion Sign, mà đến những cái hãng lớn thì cũng phải là ngả mũ với cái phát minh này. Đó, với một chiếc Emotion Sign Endeavor Small Second như chiếc này thì nó có giá retail lên đến là 22.900 đô do sử dụng chất liệu là Palladium 950, và nó được sản xuất với số lượng ít, tuy nhiên không đánh số. Và cái dòng sản phẩm này được đặt tên riêng là Mayu Endeavor Small Second Palladium. Và với cái dòng sản phẩm này, ngoài ra nó còn sử dụng cái công nghệ mới nhất của Emotion Sign, đó là Double Strongman Hairspring. Thì đây là một chiếc đồng hồ mà rất đáng để anh em sưu tầm, và mình nghĩ là hiện tại ở Việt Nam thì nó cũng không có chiếc thứ hai đâu. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc đồng hồ này thì anh em có thể liên hệ bên mình để mua và thử trên tay sản phẩm. Anh em nếu cần thì mình có thể gửi cái ảnh cho anh em, đó là cái ảnh macro mà bên mình chụp, đó có double hairspring, thì các bạn nhìn sẽ dễ dàng hơn là video. Do video quay còn nhiều hạn chế, nó không được đẹp như ở ngoài đâu các bạn nhé.
Bên mình bán chiếc Edmonton size này với giá rất là tốt là 11.500 đô, rẻ hơn 10.000 đô so với các bạn mua chính hãng mới 100%, và hiện tại các bạn cũng không thể mua được sản phẩm này đó. Bên mình đã có sẵn chiếc này với cái tình trạng mới 98.99%, cùng với đó là chế độ bảo hành 5 năm và một đền 10 nếu như là chiếc đồng hồ này không phải đồng hồ chính hãng đó. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.